Hello, hello xèo tất cả anh em nha. Thì mình là LTL đây, đẹp trai mới số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh GGBF LTL của mình nhá. Ok, thì hôm nay mình quyết định là sẽ quay lại cho anh em một cái clip siêu thú vị nên nha anh em ơi. Thì như anh em cũng biết, thì nói chung là mình nói là thú vị để cho anh em xem những bạn AT kiểu như là mấy bạn đấy buồn thôi anh em ơi. Nhưng mà thực ra là clip này là một clip buồn anh em ạ. Như chắc mấy bạn AT xem được clip này chắc là vui lắm đây anh em ơi. Đây thì mình chỉ mong mấy bạn anti mà không thích cái mình ấy thì anh em để kéo xuống xem video khác nha, hoặc là anh em để out ra nha anh em ơi. Còn những anh em là fan cứng mình, muốn mình lấy lại ạc và muốn mình lấy lại kênh YouTube thì anh em có thể ở lại xem clip này đến cuối nha anh em ơi, và giúp mình một vài điều nhá. Đấy, mình cảm ơn tất cả anh em. Thì như anh em cũng biết thì hôm qua là mình kiểu như là vừa bị bách lại ạc rồi anh em ơi. Thì hôm trước là mình đã trao đổi kênh YouTube chính của mình, đó chính là kênh GGBF LTL, để mình trao đổi lấy ạc tâm huyết anh em ơi, để mình quay video cho anh em ở trên kênh Ngô Thế Ngọc này. Nhưng mà hôm qua thì mình chủ quan quá anh em ơi, thì nó đã nhờ một cái cách thần kỳ đó nó đã back lại được cái nick FIFA rồi anh em ơi. Thì có nghĩa bây giờ mình vừa mất kênh YouTube, mình vừa mất đạc FIFA anh ạ. Đấy nên là bây giờ mình bắt buộc là phải đăng video trên kênh Ngô Thế Ngọc và mình chơi con đạc bot này anh em ơi. Nói chung khá là buồn đấy anh em ạ. Không biết là làm như nào để lấy lại. Giờ mình chỉ cần lấy lại kênh YouTube này là mình vui rồi nha. Còn đạc thì mình sẽ tính sau, bởi vì fan của mình thì chắc chắn là vẫn xem clip của mình thôi, biết là mình chơi đạc nào thì anh em cũng xem thôi anh em ơi. Mình biết là như vậy anh em ơi. Còn kênh YouTube thì mình nghĩ là có khả năng là rất là nhiều bạn vẫn đang nghĩ mình là anh lười làm video, sao anh không ra video, hay là bán kênh rồi à, như nào. Thì mình thực sự mình buồn đấy anh em ơi, rõ là mình kiểu như bị mất này anh em ơi, bị cái thằng này nó mình đổi nó bây nó lấy luôn cả cả kênh rồi anh em ạ. Nói chung là buồn lắm. Thì hôm nay mình quyết định mình lên clip lại để mình sẽ mời cái thằng GCLTL, chính là thằng chủ ạc và cái thằng chủ kênh YouTube của mình hiện tại nha anh em ơi, để mình sẽ thử thương lượng nó để xem là liệu nó có trả ạc hay là trả kênh YouTube mình hay không nha. Nếu như trả cả hai thì càng tốt, nhưng mà mình nghĩ là khá là khó nên mình chỉ cần nó trả mình là một thứ trước thôi. Cái gì cũng được, ạc cũng được hay là kênh YouTube cũng được anh em ạ. Đấy, cái gì mình cũng vui rồi anh em ơi. Thì mong là anh em fan mình yêu quý mình, anh em like và comment một chút cho mình có động lực nha, kiểu như chúc anh LTL sớm lấy được ạc và kênh YouTube nha, để mình có động lực nha anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh em nha. Thì ok, bây giờ mình sẽ mời nó vô luôn rồi anh em ơi. Đây. Đấy, mình sẽ tắt mic đi nha anh em ơi. Đấy, mình sẽ tắt mic đi. Đấy, mình sẽ không muốn nói chuyện với cái thằng này anh em ạ. Không muốn biết là mình đang quay clip nha anh em ơi. Đây, mình sẽ nhắn luôn này. Nó hỏi chấm nha anh em ơi. Mình sẽ nhắn là sao bạn lại back lại kênh YouTube, back lại rõ mình đổi cho bạn kênh YouTube rồi mà, rõ mình đổi cho bạn kênh YouTube rồi mà. Đấy. Để xem mà nó trả lời như nào nha anh em ơi. Cho anh là chưa biết thì kênh YouTube giờ cái LTL mình đã đổi cho nó để mình lấy cái ạc, nhưng mà sau khi mình đổi xong thì nó lại bách lại ạc, có nghĩa là lấy của mình đang là cả hai cái nha anh em ơi. Nói chung là mình khá là buồn anh em ạ. Đấy, nếu anh em không tin anh em thể qua tìm giờ cái LTL thì chắc chắn là anh em sẽ không thấy mình đang video trên đấy nữa rồi anh em ạ, bởi vì mình có phải là chủ kênh nữa đâu. Gì để mình xem nó nhắn gì nhá. Đơn giản một điều là mày biết là gì không? Ủa là sao? Bây giờ nó bảo là một điều là gì? Trời ơi, bây giờ nó lại bảo đơn giản một điều biết là gì không? Ai mà biết được? Ai biết được anh em? Là tao thích vai trưởng thế này chịu rồi. Nó bây giờ nó thích thì bây giờ nó muốn làm gì nó làm à? Nhờ thôi, bây giờ trường hợp này mình không thể lên giọng rồi anh ạ. Bây giờ mình mà lên giọng thì chắc chắn ấy nó sẽ lấy kênh YouTube của mình và lấy ạc mình luôn. Thì bây giờ mình sẽ nhắn trước là bây giờ bạn có thể trả mình một trong hai thứ đó được không? Đấy. Đấy. Mình xem nó bảo trả lời như thế nào nha anh em ơi. Một là kênh YouTube, đấy mình sẽ làm thế. Hai là ạc FF, đấy gì đấy. Đương nhiên là gì? Đương nhiên là gì anh em ơi? Đờ, ui, đây là từ nó chửi nhau, nó chửi bậy anh em ơi. Đờ EAO, đấy nó không trả anh em ạ. Cay thế nhỉ? Trời ơi, bây giờ nó không trả mình thì bây giờ mình biết như nào rồi, nó không trả cả hai anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ hỏi xem là thế như nào bạn mới trả mình? Thế như nào bạn mới trả mình một trong hai? Chắc chắn cả hai nó không trả rồi anh em ơi. Bây giờ mình chỉ cần trước hết là một là kênh YouTube để mình quay video để mình thông báo cho anh em biết. Đấy, tại mình vẫn chưa đi lạc và mình không phải là mình lười, mình không làm video hoặc là mình bán kênh gì. Đó chính là do cái thằng này vừa xong là nó lấy kênh YouTube của mình. Đấy, mình đổi kênh YouTube cho nó. Còn hai là lấy được ạc thì mình sẽ làm được video cho anh em xem. Đấy, thì anh em sẽ kiểu như video mình mà đề xuất thì chắc là rất là nhiều anh em sẽ biết, và anh em sẽ biết là kênh YouTube kia của mình là đã được đổi nha anh em ơi. Đấy, gì đây? Mày có cách gì đây? Mày có cách nào không? Ủa là sao? Là sao? Giờ nó em bảo mình có cách nào không? Ủa mình không hiểu đâu anh em ơi. Giờ đánh em nó phải ra cho mình một cái mục tiêu hiểu bao nhiêu like bao nhiêu gì đấy thì mình mày không có cách nào hết. Ủa? Không có cách nào hết á, ui vai trưởng. Ui dồi, thôi thôi bạn giúp mình đi. Trời ơi.
Một từ nhắn nó không được kìa anh em ơi. Thôi bạn giúp mình một lần đi. Đấy, một lần này đi. Trả mình một một trong hai cũng được. Đấy, mình như thế. Một trong hai cũng được. Đó. Tao cho mày 7 ngày. À đủ, nó cho mình 7 ngày anh em ạ. Để xem nó cho mình 7 ngày gì nha anh em ơi. Trời ơi, căng đét rồi anh em ạ. Nó không trả, nó cứ cho 7 ngày với cả 10 ngày nha. Thì bao giờ mình mới lấy được đây, để xem là nó nhắn cho 7 ngày gì nha anh em ơi. Cố tìm cách lấy lại kênh YouTube đi. À đủ. Không làm tao bạn đó. Căng quá anh em ơi. Mình sẽ hỏi xem là không còn cách nào khác à. Nào khác à. Ok, để mình xem nó sẽ nhắn còn cách nào hay không nha anh em ơi. Chứ bây giờ cho 7 ngày mình làm sao mà mình tìm cách lấy lại kênh YouTube được, trong khi đó nó không cho mình chuộc lại. Khó quá anh em ơi. Thôi đợi xem nó dép như nào rồi anh em ạ. Xem nó cách like lung gì không anh em ơi. Thì mình còn có thể mình giữ được. Thế thì rồi. Ui thế thì rồi anh em ơi. Có một cách khác đây rồi. Trời ơi. Thế thì gì đây. Mình đang rất run anh em ạ. Ra ngoài sân tao cho mày bất ngờ. Á đủ, ra ngoài sân tao cho mình bất ngờ anh em ơi. Uầy. Từ từ để mình hỏi xem là có cần like không nhá. Có cần ấn like không. Để mình xem nó bảo như nào anh em ơi. Không biết là clip này có cần ấn like không anh em ạ. Trời ơi. Ôi, mình run quá anh em ơi. Giờ ấn like thì anh em ấn luôn giúp mình anh em ơi. Nó bảo cần ấn like, anh em ấn like luôn giúp mình để mình xuống sân xem có gì bất ngờ không nhá anh em ơi. Nó bảo xuống sân có gì bất ngờ, hình như là sân thì mình gần cổng, biết là nó đến trả mình cái nào nhỉ. 10k like ai đỡ được. Bây giờ là kinh phủ của mình, bây giờ nó bắt mình 10k like. Và thôi anh em ơi, bây giờ mình cũng không có sự lựa chọn nào nữa rồi anh em ạ. Thôi đành rồi anh em ơi. Nên là anh em đã yêu quý fan mình, anti mình cũng được, anh em đã xem đến đây rồi thì anh em giúp mình nút like đi anh em ơi. Đấy, thì mình đồng ý cái là bây giờ mình sẽ xuống dưới sân đấy là có điều bất ngờ đấy anh em ạ. Là chắc là nó trả mình gì nhỉ, hay là trả mình kênh YouTube đấy anh em ơi. Mình nghĩ khả năng cao là sẽ trả mình một trong hai, nó mới bảo thế anh em ơi. Nên là anh em bấm like đi, anh em chưa bấm like bấm like đi. Ok, mình sẽ đồng ý cái là mình sẽ xuống sân rồi anh em ơi. Ồ, đồng ý. Ok anh em ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ hỏi xem là có bất ngờ chưa để mình xuống nha. Có bất ngờ chưa. Lẹ đi anh em ơi. Thôi ok, bây giờ mình sẽ cầm máy quay, mình xuống máy quay cho anh em xem luôn nha anh em ơi. 5 minutes later. Ok tất cả anh em ơi, thì hiện tại bây giờ đang là gọi là 1 giờ sáng rồi anh em ạ. Thì mình chả hiểu tại sao là kiểu như là nó lại kiểu như là gửi hạt cho mình nhanh như vậy anh em ơi. Đấy, mình không biết là nó ở đâu, kiểu như là nó chạy ra đây anh em ạ. Ảo thực đấy anh em ơi. Đây cho anh em xem. Đây thì hiện tại đây này. Đó, đang có một tờ giấy này anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem nha anh em ơi. Mình nghĩ khả năng cao nó sẽ kiểu như là trả kênh YouTube của mình hay là trả ạc của mình nha bạn. Để mình xem nó trả cái gì nha anh em ơi. Tạm trả ạc Free Fire, tài khoản mật khẩu này. Nó trả Free Fire mình này anh em ơi. Từ đây mình sẽ quay cam sau cho anh em xem nhá. Đó anh em thấy chưa? Đấy, gửi mày. Đấy, nó ghi là gửi mày nha bạn. Chữ này xấu quá anh em ơi. Đây, có tạm trả ạc Free Fire mày, tài khoản đấy vip123a@gmail.com, có cả bắt quất đàng hoàng nha anh em ơi. Thì ok, bây giờ mình sẽ lên đăng nhập luôn nha anh em ơi. Trời ơi, tự nhiên nó trả Free Fire mình cảm thấy khá là vui anh em ạ. Để xem có đăng nhập được hay không nhá. Ok anh em ơi, thì mình không ngờ là cái hạc Free Fire này có thể login được anh em ạ. Ok, mình vào để xem liệu có phải là nó trả hạc mình hay không nha anh em ơi. Nếu mà nó trả hạc mình thì quá tuyệt vời anh em ạ. Của kênh YouTube thì chắc là mình nghĩ là nó chưa trả mình đâu anh em ơi. Nó trả mình trước là cái hạc anh em ơi. Hạc thì mình quay video cho anh em ở trên kênh này thì cũng được luôn anh em ơi. Đó anh em biết chưa, ui sự kiện mới kìa. Ủa, sao cái hạc này tên này là bot Free Fire này như nào? Mà bị nó trôn rồi anh em ơi. Nhưng mà sao nó lại kiểu như là gửi cái tờ giấy đến cái cửa nhà mình nhanh vậy anh em nhỉ? Mình nghĩ khả năng cao là chắc là nó ở gần nhà mình thôi anh em ơi. Thì không biết đây là ai anh em ạ. Nhưng mà hiện tại là mình vẫn chưa được anh em ơi, nó trôn mình rồi. Thằng ở gần nhà mình thì chắc là mình sẽ check cam và mình sẽ tìm hiểu xem ai là người vứt tờ giấy anh em ơi. Đấy, mình sẽ soi ra xem ai anh em ơi, nhau hóng clip sau của mình nhá. Thôi clip của mình đâu là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả đã bỏ thời gian theo dõi clip này nhá. Nói chung hôm nay bị trôn khá cay anh em ạ. Bye bye anh em.